Anh Vinh á thì lại rất quan tâm bạn bè. Anh Vinh cho bạn gái vô phòng mình ngủ chung. Vì anh Vinh á là những chị đó không có nhà nên là anh dẫn chị đó về ở chung phòng với anh. Anh Huy á có bị tài là tô son rất là giỏi, tô son mà không bị lem luôn. Sau này á Su sẽ giống như anh Huy là tô son nè, với lại bôi kem dưỡng như anh Huy nữa. Bây giờ Su kể cho mọi người nghe về câu chuyện mà chị hay kể cho Su nghe trước khi Su ngủ đi. Dạ được. Su nhớ không? Dạ nhớ. Vậy bây giờ kể nha. Dạ. Ngày xưa có một nàng công chúa. Ủa, Su, sao ngủ ngang vậy Su? Đâu có đâu. Chứ sao công chúa sao nữa tiện khò rồi. Chuyện gì kỳ Su? Tại vì á, chị Bella kể tới đó là chị Bella ngủ mất tiêu rồi. Không. Trừ 500 nghìn. Mẹ. Mẹ, trừ 1 triệu. Không anh Huy, đừng vậy bà, em biết anh giỡn đúng không? Giỡn đúng không? Thôi Su, hay là bây giờ mình kể chuyện khác đi Su, kể chuyện khác đi. Hay là mình kể câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đi. Su sẽ là Bạch Tuyết nha. Thôi, cái chuyện đó nó cũ lắm rồi. Giờ mình chọn cái chuyện nào nó hợp thời, nó cận đại một chút xíu đúng không? Cổ tích là gì? Là cái chuyện nó phải cổ người ta mới thích. Càng cổ càng hay. Cổ tích hiện đại mà. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Mình đừng kể chuyện cổ tích Việt Nam nữa. Mình phóng ra tầm quốc tế đi. Quốc tế hả? Cũng được á. Quốc tế. Đó là Sen Đờ Bèo La. Thôi mọi người lại thảng thốt nữa rồi. Sen là bà đó, bà là con sen, là bà tên Bella đó. Còn có câu chuyện người ta là Cinder Bella. Thì đúng rồi. Câu chuyện người ta là Cinder Bella. Cái Bella cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn kể câu chuyện Cinder Bella. Là con Bella nó đi làm con sen. Trời ơi, chuyện cổ tích gì mà biến chất vậy? Cái gì mọi người cũng không chịu hết rồi. Bây giờ kể cái gì? Nè, Su ngủ rồi kìa. Su chưa làm được gì mà ngủ rồi. Chắc nó chán á. Su. Thôi được rồi, để đạo diễn tài ba ra tay. Tôi sẽ thiết kế cho bé Su một câu chuyện rất là xúc tích, rất là ý nghĩa, rất là văn minh. Cuối cùng cũng chịu. Tôi sẽ làm một câu chuyện kể về ba anh em sống chung dưới một mái nhà. Tiếp theo chương trình là bé Su. Em con cổ chú nhiều nhiều vô nha con chú. Em con ở đợi mà la lớn nhất. Con chào khán giả đi. Ôi lịch sử ghê chưa kìa bé Su kìa. Ơ sao con chào lâu vậy? Ôi trời ơi, nó xỉu hay hả? Gì trời? Ủa cái này có trong kịch bản không vậy? Không. Su. Đặt tăng. Tại hai người ở nhà đó làm ba cái trò hề mà thiết nó bị lây rồi đó. Mà hay mà thấy ta vỗ tay không? Hai này anh thì sao? Làm cái gì đâu không mà. Cái chuyện thì bắt đầu cái chuyện nè. Dạ. Vậy là ba chú heo con sống với mẹ hạnh phúc suốt đời. Hay Su ơi. Cái giọng của chị hơi khó chịu. Đứa, sao rồi? Bé Su sao rồi? Su được vô chung kết rồi. Được vô chung kết. Cái gì vậy? Mẹ ơi. Anh Tài. Không, mừng quá, không có gì nha. Vui quá. Lấy cái son, lấy cái son. Đây. Người ta nhìn kìa mẹ ơi. Xuyển, anh bị xuyển, Hít đi. Mời em. Ổn rồi. Bình tĩnh cho. Dạ không có gì hết á. Có gì đâu cả nhà. Chuyện gia đình dạ. Ổn rồi. Ok anh. Lên sân khấu nhận giải đi. Trời ơi. Gì vậy? Mới có vô chung kết rồi chưa có nhất gì ba mà nhận giải gì? Trời anh mừng quá. Thì được có 2 triệu mà gia đình mình ồn ào quá ha. Phải hạng nhất. Anh tin em. Bé Su. Thôi chưa đi. Không có gì hết. Dạ anh có hơi kích động tí. Em gái con Bé Su. Em sợ gia đình mình bị bắt. Người ta tưởng mình quen ban tổ chức bây giờ hư. Cười đi. Anh vậy đó. Dạ đúng rồi. Cười đi cho mọi người vui. Và chúng ta sẽ đến vòng chung kết của cuộc thi ngày hôm nay. Yeah.
phần thi. Tiếp theo là đọc rap của bé Su. Wow, bé Su, bé Su, bé Su. Bé Su ơi. Bé Su. Không sao, anh vậy đó. Xin lỗi. Anh ở nhà anh vậy đó nhỉ. Có lấy, có lấy. Bây giờ con sẽ biểu diễn một bài hát rap cho khán giả và ban giám khảo. Oh yeah. Come on baby. Come on baby. Chuyện kể về ba ông anh luôn cằn nhằn. Oh yeah. Come on baby. Chuyện kể về ba ông anh luôn cằn nhằn. Oh yeah. Không làm kịch bản bất tốt vậy đó. Kịch bản gì kỳ vậy? Thằng đó này đâu có trong kịch bản đâu. Oh yeah. Tiếp đi xuống, tiếp xuống. Tiếp đi, tiếp đi. Ngày nãy ngày nay có một cô công chúa tên là Su. Cô công chúa đó bị mất cha mẹ. Vinh, anh em nói gì vậy? Thật ra cô công chúa Su có cha mẹ, nhưng mà cha mẹ của cô công chúa Su đã lên thiên đàng rồi. Tội quá, con bé tội ghê. Nhưng bây giờ cô công chúa Su đã có ba mẹ mới rồi, thậm chí còn có cả anh chị mới nữa. Mẹ mới đâu ra? Người mẹ mới của Su là anh Huy. Anh Huy hay bắt Su ăn rau nè, hay bắt Su ngủ sớm nè, rồi bắt học bài nữa, rồi còn phải bắt nhường đồ chơi cho bạn nữa. Nhưng mà anh Huy nói là anh Huy thương Su nhất, giống mẹ Su ngày xưa vậy đó. Ôi, vỗ tay cho một người mẹ xúc động quá. Và anh Vinh á, hay cằn nhằn nè. Anh Vinh á, anh Vinh nè, hay... anh Vinh là anh này nè, anh này nè. Anh Vinh còn hay chói Su nữa, rồi còn bịt miệng Su nữa. Su sợ anh Vinh nhốt nhà luôn. Nhưng mà mỗi lần Su bệnh, anh Vinh đều chăm sóc cho Su, rồi còn nói Su phải dũng cảm lên nữa. Su biết anh Vinh thương Su, mà anh Vinh không nói ra. Anh Vinh giống như ba của Su vậy đó. Anh Sang với chị Bao La, hai anh chị hay làm cho Su cười lắm. Lúc nào cũng chơi với Su hết đó, hay làm cho Su vui, lại còn tăng tăng với Su nữa. Không chán ồm như là anh Huy với anh Vinh đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Em con Bao La rồi, con Bao La rồi đấy. Sang, Sang. Dạ, hai đứa con vui nhất nhà. Chưa hết đâu nha. Su học được nhiều điều hay á giữa anh chị nữa. Hôm nay Su sẽ kể cho mọi người nghe. Anh Huy á có bề tài là tô son, rất là giỏi. Tô son mà không bị lem luôn. Sau này á, Su sẽ giống như anh Huy là tô son nè, với lại bôi kem dưỡng như anh Huy nữa. Mọi người nhìn kìa, anh Huy đang bôi son đó. Mọi người thấy lần thứ hai rồi em. Không có hãnh diện gì đâu. Anh Vinh á thì lại rất quan tâm bạn bè. Anh Vinh cho bạn gái vô phòng mình ngủ chung. Vì anh Vinh nói là những chị đó không có nhà, nên là anh dẫn chị đó về ở trong phòng với anh. Sau này á, Su lớn lên, Su cũng sẽ cho bạn gái về nhà ngủ chung với Su. Còn anh Sang á, có giấc mơ làm phi công lái máy bay. Không phải vậy đâu mấy chị. Thôi chị đừng nghĩ. Không phải vậy đâu, chị đừng nhìn em vậy. Máy bay mà do bà già bà đóng á, bà đóng cái máy bay đó chứ không phải là máy bay kia. Không phải đâu. Sau này Su lớn lên, Su cũng muốn làm phi công lái máy bay giống như anh Sang luôn. Còn chị Bao La á, thì chị Bao La rất giỏi kinh doanh. Chị tặng cho Su một cái máy đồng xinh ơi là xinh luôn. Chị nói á là nếu Su thắng á thì Su nhớ chia cho chị một nửa phần thưởng nha. Mà
còn dặn không được nói với anh Huy nữa. Bởi vì anh Huy kêu lắm, anh Huy sẽ lấy hết tiền của chị Bella luôn. Không, không, em nói cho bé nó có động lực để nó thi cho tốt thôi. Nó chơi. Đó, mọi người thấy chưa? Các anh chị của Su rất là tài năng luôn. Tăng tăng. Hay. Sau đây là kết quả cuối cùng của ban giám khảo. Người chiến thắng cuộc thi ngày hôm nay đó chính là bé. Anh bị gì vậy? Căng thẳng quá. Minh Thư. Thư, con của tôi đó mọi người ơi, con của tôi đó. Minh Thư, lên nhận giải con, lên nhận giải con yêu.